Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình và bạn mình đã trả ách lại cho mình rồi vui ghê. Mình rất vui và mình sẽ tổ chức một mini game chơi vui vui nhà thì mình có để server VIP ở dưới bình luận. Vào 11 giờ chưa ai vô nhanh nhất sẽ được tham gia, mấy bạn vô chậm thì thông cảm nha, tại server chỉ có tối đa là 12 người thôi. Mọi người cứ vô server đi nó sẽ rất vui ai bỏ lỡ hối hận ráng nha. Khi nhiều bạn kêu mình kết bạn, nhiều quá thì mình làm gì mà kết bạn hết được đúng không, mọi người thông cảm cho mình nha. Mà 11 giờ chưa ai vô nhanh thì được chơi mini game chậm thì mình không biết đâu nha. Mà tới 11 giờ 15 mà không vô là hết thời gian. Mình không trò chơi nữa nha. Mà bạn nào cần giúp gì á thì cứ nói mình. Mình giúp cho có nhiều bạn bảo cứ cho ách là cho sâu được. Mà nhớ vô xe bư là phải ở xin hai nhà mọi người. Thôi bài cả nhà.